Một lần nữa sư nhắc quý vị nghe, quý vị buồn quý vị bỏ sư thì sư chịu. Cái việc hành thiền cần phải có vị thầy hướng dẫn sâu sát hướng dẫn. Cái chuyện mà cái vị thầy hướng dẫn thiền quý vị mà sâu sát á, không có phải là để mà được cái gì của quý vị đâu, nhưng mà để cho quý vị thực hành không có sai. Chứ còn bây giờ sư không chắc là cái chuyện mà quý vị đang thực hành cái hơi thở đó đó đúng hay sai. Lỡ quý vị đang thực hành sai á mà sư không biết, sư lại đem cái vấn đề ra sư giải quyết cái vấn đề ngọn là cái vấn đề quý vị điều khiển hơi thở, nhưng mà cái vấn đề gốc cốt lõi đó là đang quý vị đang thực hành đúng hay sai sư không biết, thì có phải là sư đang mang họa cho quý vị hay không, và sư phải chịu trách nhiệm với những gì sư hướng dẫn. Cho nên làm ơn tất cả các vấn đề liên quan đến pháp hành, sư nói thẳng, sư nói rõ là sư không hướng dẫn online. Tất nhiên là trong những bài pháp thì sư có thể sư đề cập tới, bởi vì có những cái đối tượng là người nghe ở phía trước. Nhưng mà đi vào cái sự hướng dẫn cụ thể đó thì phải gặp trực tiếp, phải gặp trực tiếp. Thì lúc đó mới biết được là quý vị hành đúng hay hành sai. Từ đó mới có thể giải quyết được vấn đề của quý vị, bởi vì cái vấn đề của người này nó không giống vấn đề của người kia. Chứ đừng có nói cái chuyện làm cái đầu mình hay nha, được cái cơ thể mình thôi, cái đầu đầu đó cái biểu hiện nó giống nhau, nhưng mà cái anh bác sĩ anh nhìn ra có khi anh bày ra một đống chuyện khác nhau, bởi vì cái đau đầu nó chỉ là cái triệu chứng thôi chứ nó không phải là nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân bệnh có rất là nhiều mà cái đau đó nó chỉ là triệu chứng, hoặc là cái ngứa cũng vậy, ngay cả cái ngứa bản thân cái ngứa nó chỉ là triệu chứng chứ nó không phải là nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân bệnh thì cần phải hỏi, cần phải xét nghiệm, cần phải chẩn đoán thì nó mới ra nguyên nhân bệnh, từ đó mới giải quyết được vấn đề, mới không còn ngứa nữa. Chứ không phải là mình thấy ngứa là mình cứ xức cái thuốc giảm ngứa là xong, mình thấy đau mình cứ mua thuốc giảm đau là xong, lúc đó mình khỏi đi bệnh viện đúng không? Ngứa mua thuốc giảm ngứa, đau mua thuốc giảm đau, khỏi đi bệnh viện, khỏi khám gì hết, thì lúc đó mình chết mình chịu. Việc hành thiền cũng y chang như vậy. Cái việc quý vị thực hành như thế nào đó phải có vị thầy hướng dẫn, vị thầy sâu sát để xem quý vị hành đúng hay hành sai. Còn những vấn đề mà quý vị đang nói đó, nó chỉ là ở cái triệu chứng chứ nó không phải là vấn đề gốc rễ. Thành ra là sư không có chữa triệu chứng cho quý vị. Giống như một không thể nào quý vị hỏi bác sĩ là bây giờ tôi đau tôi mua thuốc giảm đau, tôi ngứa tôi mua thuốc giảm ngứa, thôi tôi khỏi đến đến thăm bác sĩ làm cái gì, chết ráng chịu vậy thôi ha. Nhớ như vậy, vì cái tấm lòng bi mẫn đối với quý vị mà sư khuyên, thành thật khuyên, làm ơn làm phước.